Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với đồ gỗ sáng trang Luxury. Thì em sáng xin chia sẻ tới các bác một trong những mẫu bàn phấn vô cùng tuyệt vời mà cơ sở đồ gỗ sáng trang Luxury làm cho một bác khách, một bác gái người Hà Nội đã tin tưởng đặt hàng. Thì đây là một cái sản phẩm mà bác đã đặt hàng cơ sở bên em. Thì đợt trước bác đã đặt một chiếc tủ áo rồi. Thì cái mẫu bàn phấn này thì hôm trước em sáng ra tận nhà để đo và cũng là lên thiết kế cho bác, để làm sao bác gái có một cái bàn phấn tuyệt vời, tạo lên một cái không gian nội thất phòng ngủ nó vô cùng sang trọng, cũng như là nó tạo lên một cái cảm giác mà khi người ta sử dụng, nhất là các chị em phụ nữ, cái bàn phấn nó vô cùng quan trọng. Nó là một trong những cái sản phẩm vật phẩm gần như gắn liền với tất cả các chị em phụ nữ, đặc biệt là với ngày nay thì những bàn trang điểm nó phục vụ được cái công việc của các chị em phụ nữ mỗi khi buổi sáng thức dậy, rồi thì mỗi khi chúng ta cần đi đâu, chúng ta cần trang điểm. Thì những cái sản phẩm như này thì bên em sáng thiết kế nó rất đẹp các bác ạ. Cái mẫu bàn trang điểm này thì em sáng làm theo cái truyền thống nội thất Trung Hoa. Có tính thiết kế đó là gì? Chiều dài cơ sở là 1m20, chiều sâu là 40 phân và tổng cao từ mặt đất lên mặt của bàn này các bác này, đấy là 75 phân. Và một chiếc bàn trang điểm không thể thiếu đó là gì? Một chiếc đôn nhỏ như này. Cái thông số kỹ thuật của một cái đôn này thì nó có chiều vuông đó là gì? 31 x 31 các bác ạ. Đấy. Thì sản phẩm bên em làm trên nền tảng chất liệu gỗ hương Lào cao cấp các bác nhé. Đặc biệt là gì? Cái sản phẩm này được cơ sở bên em thiết kế có rất nhiều các ngăn kéo để các chị em phụ nữ khi mà trang điểm, và đặc biệt là những vật phẩm mỹ phẩm ấy, để nó gọn gàng sạch sẽ các bác ạ. Đấy. Thì cấu tạo bên em sáng làm cái bàn trang điểm này là mặt trên là mặt phẳng này các bác này. Đấy. Toàn bộ là mặt phẳng hết. Thì có rất nhiều kiểu, có những kiểu thiết kế đó là gì? Trên cao, hai bên thấp, hai bên thấp trên cao. Thì đây là cái này em sáng làm là cấu tạo là mặt phẳng. Mặt phẳng này thì em sáng thiết kế là có 3 ngăn kéo các bác này. Đấy. Ba ngăn kéo này thì các bác chị em phụ nữ để được rất nhiều các đồ mỹ phẩm gọn gàng sạch sẽ. Sau khi chúng ta trang điểm rồi, chúng ta có thể để cái ngăn kéo như này. Đấy. Thì nó rất đẹp. Đấy, ba ngăn kéo này thì cơ sở bên em đục là 3 dải hoa lá tây. Cái này em chưa lắp lún các bác ạ. Đấy, trên cái bằng trên này thì em sáng thiết kế đó là gì? Có một cái ngăn kéo nhỏ này các bác này. Đấy, một ngăn kéo nhỏ và một cái cánh nhỏ. Nói chung là để mà cái đồ mỹ phẩm ấy của chị em phụ nữ để thì nó thoải mái luôn. Thật sự là như thế. Đây các bác thấy này, một chiếc bàn trang điểm nhỏ như này thôi, như cấu tạo trên 4 cái hộp ngăn kéo này, dưới 3 hộp, tha hồ các chị em phụ nữ để đồ. Đấy. Thì cấu tạo thì em sáng thiết kế đó là cái chương. Đấy. Cái chương của cái khung gương này này, cái khung gương này thì em sáng làm là khung gương hình bầu dục. Cái này em sáng chưa cắt kính, thì sau ít phút nữa em sáng sẽ cho thợ cắt kính và trả hàng cho một bác gái đấy. Thì các bác thấy này, chương thì bên em sáng làm là đục giải hoa lá tây, còn toàn bộ những cái cánh đây này, đấy, những cái cánh, những cái khung nhỏ như này em sáng đục là đục lọng thủng giải hoa lá tây như này. Nói chung là sử dụng những cái sản phẩm này ấy, thì chị em phụ nữ cũng phải chịu khó lau chùi, bởi vì những cái chi tiết này này các bác này, đấy, những chi tiết này này thì ít nữa mình sử dụng, trong thời gian sử dụng bụi nó bám vào ấy, thì mình lau dọn thì nó sẽ vất hơn một chút xíu thôi. Đấy, nhưng mà cái đấy thì không quan trọng, quan trọng là người dùng phải thích, là một cái. Thứ hai là nó tạo lên một cái vẻ đẹp sang trọng, quý phái, cũng như là tôn vinh được cái giá trị của căn phòng ngủ mà quý bà, đặc biệt là chị em phụ nữ tin dùng, cũng như là một cái sản phẩm vật phẩm bất ly thân của mỗi một cái căn phòng ngủ khi chị em phụ nữ lựa chọn sản phẩm như này. Thì đây là một trong những sản phẩm em sáng muốn chia sẻ tới mọi người. Để nói về cái nội thất phòng ngủ thì nó là cái điều mà em sáng làm rất nhiều rồi. Ngoài những sản phẩm bàn phấn này thì sẽ có một chiếc tủ áo này, một chiếc giường, một chiếc bàn phấn. Thậm chí em sáng thiết kế cho mọi người, nếu mà phòng ngủ rộng ấy thì có thể thiết kế thêm một cặp ba minh chọc hoặc minh đế. Nó tạo lên một không gian vô cùng tuyệt vời. Và em sáng xin cảm ơn quý vị anh chị em đã bớt chút thời gian theo dõi và đồng hành cùng cơ sở đồ gỗ sáng trang. Xin trân trọng cảm ơn. Chào thân ái.